Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Breaker Unlock the World là tựa game nhập vai hành động vừa được công bố tại sự kiện Tokyo Game Show 2023. Game có đồ họa 3D phong cách anime ấn tượng và có nhiều nét tương đồng với hai tựa game Genshin Impact và Honkai Star Rail của Hoyoverse. Hiện vẫn chưa rõ Breaker Unlock the World sẽ đi theo hướng thế giới mở hay vượt ải giống phần lớn sản phẩm ARPG hiện nay. Nhưng người chơi sẽ được điều khiển nhiều nhân vật khác nhau với phong cách chiến đấu riêng biệt để chiến đấu với kẻ địch. Cơ chế chiến đấu trong game Breaker Unlock the World Mobile tỏ ra khá nhanh và dồn dập, tạo ra cảm giác thỏa mãn cho game thủ. Có vẻ như game thủ vẫn sẽ triệu hồi các nhân vật thông qua hệ thống gacha quen thuộc như các trò chơi di động hiện nay. Bên cạnh đó, người chơi có thể phối hợp với các chiêu thức với nhau để tạo thành những chuỗi combo mạnh mẽ và không kém phần đẹp mắt. Các nhân vật của trò chơi cũng được thiết kế đẹp mắt và có cá tính của riêng mình. Nếu bạn đã từng chơi qua các tựa game xuất xứ Hàn Quốc như Epic Seven hay Eroka thì sẽ cảm thấy quen thuộc trong tạo hình. Nhìn chung, Violet Love và em đang nhận nhiều lời khen từ game thủ thì Breaker Unlock the World là một sản phẩm rất đáng để trông chờ. Breaker Unlock the World dự kiến phát hành vào năm 2024 cho Android, iOS và PC. そこだ。全力を止める。私に任せるのだ。玉の一撃で終わりなのだ。任せておけ。全力を止める。 なんとか片付いたな。依頼主だな。怪我はないか。はい。まさか依頼者本人とは知らず、失礼したのだ。ここが探す用頼まれていた遺跡なのだ。ええ。ここを見つけるのにわしがどれだけ苦労したか、それはもう手に汗握る大冒険。で、ちょっと、そのまま近づいても。 自動的にレリックを守護する封印が起動してしまうのだ。これはめっちゃくちゃ珍しい太古の装置、かの伝説のラジエルの封印なのだ。これまでこれを解除したことがあるのはただ一人しかいないのだ。あの依頼主だな。何をしているのだ。そんなことしても封印は解けないのだ。 待ってろよ。 Chỉ đặc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngày đi.